Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo cái phần trước là sách kinh Công giáo cũng như là nội soi kinh Công giáo như thế nào. Thì phần này là phần cuối cùng của tác giả giáo sư sư học mà là Trần Trung Ngọc, và tiếp theo từ cái phần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đổ lên thì của giáo sư nhà sư học mà Nguyễn Mạnh Quang. Thì mong quý vị các bạn tìm hiểu thêm và cũng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần, và chúng ta cố gắng kiên nhẫn nghe, từ vì nó dài, đọc cũng mỏi mệt lắm quý vị các bạn ơi. Tiếp theo, trước nguy cơ bị loại bỏ này, giáo hoàng đương thời John Paul đệ nhị bổ nhiệm một số sử gia của chính ông ta để khảo sát những kết luận về thánh kinh của những sử gia thế tục và tìm ra trong những bằng chứng của họ những sơ hở mà giáo hoàng tin rằng thế nào cũng phải có. Kết quả là những sử gia của giáo hoàng cũng phải xác nhận là cuốn thánh kinh của Kitô giáo thực ra chỉ là một ảo tưởng sai sự thật. Họ phúc trình kết quả lên giáo hoàng, và khi ngài lập tức dẹp bỏ cái phúc trình này đi thì họ không còn là tín đồ Cato nữa rồi. Rồi giáo hoàng ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền của ngài phát minh ra một phương pháp luận khác để đánh đổ phương pháp của những sử gia trên. Một mà phương pháp luận được tạo ra với mục đích rõ rệt là phải đi đến hết kết luận là cuốn thánh kinh của Do Thái Kitô không phải là một tác phẩm hoang đường, không cần để ý đến chuyện phải xuyên tạc những bằng chứng đến cỡ nào để đi tới mục đích trên. Các cái phương pháp luận đó là thần học, đó là quyền lực của chính trị, thần quyền của thế giới mà. Mặc dù đã có hàng ngàn tác phẩm nghiên cứu và bài khảo cứu phủ bác toàn bộ thánh kinh Do Thái Kitô, cho tới ngày nay 90% dân chúng trong những xã hội mà tôn giáo chính là Kitô giáo không hề biết đến sự hiện hữu của những bằng chứng bất khả phủ bác là quyển thánh kinh chỉ là một tác phẩm giả tưởng. Thứ đến là bài Những lời châu ngọc về thánh kinh của Robert Ingersoll trong cuốn Ingersoll Con người kỳ diệu, biên tập bởi Joseph Levitt, trang 59-85. Qua bài này chúng ta sẽ thấy thực chất cuốn thánh kinh của Kitô giáo là như thế nào, và hy vọng mọi tín đồ của đạo Giêsu sẽ nhận thức được chân giá trị của một cuốn sách mà họ tin đó là những lời mặc khải không thể sai lầm của Thiên Chúa, và nhất là ảnh hưởng tác hại của cuốn kinh thánh lên trên nhân loại. Xin quý độc giả ghi nhận tất cả những gì Ingersoll viết đều dựa trên một nội dung thánh kinh và lịch sử Kitô giáo, cũng như trong những bài tôi đã dịch về các chủ đề liên hệ đến Kitô giáo. Để tránh bài dịch quá dài, tôi đã lược bớt một số đoạn thuộc triết lý cá nhân của Ingersoll mà tôi cho là đã đi xa đầu đề của bài viết. Tuy trong những đoạn này có những tư tưởng rất hay của Ingersoll về nhân chủ và nhân bản, xin mời quý độc giả thưởng thức một bài viết ở cuối thế kỷ 19 của một doanh nhân Hoa Kỳ, đại tá Robert Ingersoll, một chính trị gia, một luật sư, một diễn giả, một nhà hùng biện và nhất là một nhà tư tưởng tự do. Lỗi lạc của Mỹ vào cuối thế kỷ 19, ông có tên trong lịch sử Hoa Kỳ, trong từ điển, trong bách khoa từ điển, trong từ điển điện tử CD-ROM Goliath 1997, và những tác phẩm của ông có trong mọi thư viện ở Hoa Kỳ. Tượng đài ghi công ông hiện nay còn ở Peoria, tiểu bang Illinois. Sau đây là những lời đanh thép của ông về cuốn thánh kinh, có thể coi như là một bản án trong tài hùng biện của một luật sư. Một người nào đó phải nói lên sự thật về cuốn thánh kinh. Những nhà giảng đạo trong nước Mỹ, Trần Trung Ngọc, không dám vì họ sẽ bị đuổi khỏi các bục giảng. Những giáo sư đại học không dám vì họ sẽ mất đi đồng lương. Các chính trị gia không dám, họ sẽ bị đánh bại. Các chủ biên không dám, họ sẽ mất độc giả. Các thương gia không dám vì họ có thể mất khách hàng. Ngay cả những công chức thường cũng không dám vì họ có thể bị đuổi.
Vậy thì tôi nghĩ chính tôi sẽ phải làm việc này. Xin nhắc lại Ingerson bài viết này vào cuối thế kỷ 19. Có nhiều triệu người do nền thần học ngụy tạo của các giáo hội Kitô tin rằng Thánh Kinh là lời mặc khải của Thiên Chúa. Nhiều triệu người nghĩ rằng cuốn Thánh Kinh này đã là cây gậy dẫn đường, là nguồn cố vấn và an ủi, rằng nó chứa đầy hòa bình và hiện tại hy vọng trong tương lai. Nhiều triệu người tin rằng đó là suối nguồn của luật pháp, công lý và tình thương. Và nhờ có những giáo lý thông thái và lành tốt mà thế giới có được tự do, thịnh vượng và văn minh. Nhiều triệu người tưởng tượng rằng cuốn sách này là sự mặc khải từ trí tuệ và lòng thương yêu của Thiên Chúa đến với tâm thức con người. Nhiều triệu người coi cuốn sách này như là ngọn đuốc chinh phục được sự tối tăm của chết chóc và tỏa sáng trên một thế giới khác, một thế giới không có nước mắt. Họ quên đi cái sự ngu tối mang và mang rợ, sự thù ghét, sự tự do, sự tàn sát tôn giáo ở trong Thánh Kinh. Họ nhớ tới thiên đường nhưng quên đi những ngục tù tâm tối và sự đau khổ vĩnh viễn ở dưới hỏa ngục. Họ quên rằng cuốn sách này giam hãm đầu óc con người và làm cho lòng người đồi bại. Họ quên rằng cuốn sách này là kẻ thù của tự do trí thức. Các linh mục, mục sư phân vân làm sao tôi lại có thể tồi tệ đến độ công kích cuốn Thánh Kinh. Tôi sẽ nói cho họ biết cuốn sách này, cuốn Thánh Kinh đã truy tố cho đến chết những người thông thái nhất và tốt nhất. Cuốn sách này đã chặn đứng sự tiến bộ của loài người. Cuốn sách này đã đầu độc những nguồn kiến thức và lạc dẫn năng lực của con người. Cuốn sách này là kẻ thù của tự do, là cột chống của chế độ nô lệ. Cuốn sách này đã gieo những hạt giống thù hận trong gia đình và quốc gia, nhóm ngọn lửa chiến tranh và làm cho thế giới nghèo khổ. Cuốn sách này là công sự của hôn quân bạo chúa, là chủ nhân của các nô lệ, phụ nữ và trẻ em. Cuốn sách này đã làm đồi bại nghị viện và triều chính. Cuốn sách này đã biến các trường đại học Kitô giáo thành thầy dạy của sự sai trái và kẻ thù ghét khoa học. Cuốn sách này chất đầy những nước theo Kitô giáo với những tông phái thù hận, độc ác, ngu tối, chém giết lẫn nhau. Cuốn sách này dạy con người giết đồng loại vì tôn giáo. Cuốn sách này đã lập nên tòa hình án sử dị giáo, phát minh ra những hình cụ tra tấn, thiết lập những ngục tù tối tăm, trong đó người lương thiện và nhân từ mai một dần, rèn những chuỗi xích trở thành rỉ sét trong da thịt họ, dựng lên những đoạn đầu đài để chặt đầu họ. Cuốn sách này đã xếp những đống củi dưới chân của người lành. Cuốn sách này đã trục lý trí ra khỏi đầu óc của nhiều triệu người và đưa những kẻ khùng vào nhà thương điên. Cuốn sách này đã gây nên cảnh cha mẹ làm đổ máu những trẻ sơ sinh. Cuốn sách này đã là trường bán đấu giá, trên đó người mẹ nô lệ đứng nhìn đứa con nhỏ phải bị chia lìa khi bà được bán đi. Cuốn sách này chứa đầy thuyền kẻ buôn nô lệ và làn da thịt con người thành món hàng hóa. Cuốn sách này đã nhúm lửa thiêu đốt những mụ phù thủy và những thầy pháp. Cuốn sách này chứa đầy tối tăm với những quỷ và ma, và thân thể con người với những ác quỷ. Cuốn sách này đã làm ô nhiễm đầu óc con người với giáo điều ô nhục về hình phạt và đầy đọa vĩnh viễn. Cuốn sách này coi sự cả tin như là đức tính cao nhất và sự tìm tòi hiểu biết như là tội ác lớn nhất. Cuốn sách này đã đặt kẻ ngu dốt và những vị thánh nhơ bẩn lên trên hết, trên triết gia và những người nhân đức. Cuốn sách này dạy con người coi thường những niềm vui của đời sống này để có thể sung sướng ở đời sau, bỏ phí thế giới này vì thế giới sau. Tôi công kích cuốn sách này vì nó là kẻ thù của sự tự do của con người, là sự cản trở lớn nhất của sự tiến bộ của con người. Tôi xin hỏi các linh mục, mục sư một câu: làm sao mà các ông có thể tồi tệ đến mức bào chữa cho cuốn sách này? Cuốn Thánh Kinh đã là thành trì chống đỡ của hầu hết các tội ác. Ngang qua cuốn Thánh Kinh, mở là thánh gươm để giết người và bó củi để thiêu sống người. Chúng ta hãy thoát ra khỏi sự tàn bạo của một cuốn sách, ra khỏi sự nô lệ của sự ngu tối cùng cực của cái không khí quý tộc thống trị của các giáo sĩ.
Một trong những việc đầu tiên mà tôi muốn làm là phải phóng giới giáo sĩ, giải phóng giới giáo sĩ. Tôi là bạn tốt của họ, và mặc dù tất cả những gì họ có thể nói về tôi, tôi sẽ giúp họ một đại sự lâu dài. Trên cổ họ là những vết hằn của cái cổ áo linh mục, và sau lưng họ là những vết roi. Họ không được phép đọc và tự mình suy nghĩ. Họ được dạy như những con vẹt, và những người giỏi nhất là những người có thể nhắc lại đúng những câu mà họ được dạy. Họ ngồi như những con gú bọ, người Việt Nam dùng danh từ quả đen, trên một cành cây khô của cái cây hiểu biết, và phát ra những tiếng kêu giống y như những tiếng cú kêu đã kêu trong 1800 năm nay. Những luận điệu thần học cũ kỹ hoang đường đã lỗi thời Trần Trung Ngọc. Có một ông bác sĩ giải phẫu đến thăm một người tàn tật đáng thương và đề nghị giúp anh ta trong khả năng của ông ta. Ông bác sĩ bắt đầu phân tích về bản chất của nguồn gốc chứng tật của người kia, về những loại thuốc có thể giúp anh ta, về sự lợi ích của tập luyện, của không khí trong lành và ánh sáng, và nhiều điều khác có thể giúp chữa lành được chứng tật của anh của người kia. Tất cả những hành động này đều do thiện ý của một bác sĩ có những kiến thức chính xác. Nhưng người kia hoảng sợ và kêu lên: "Tôi xin ông đừng lấy đi cặp nạn của tôi. Đó là cái tôi phải tựa vào, nếu không thì tôi sẽ khốn khổ." Ông bác sĩ giải phẫu nói: "Tôi không có lấy đi cặp nạn của anh, tôi chỉ chữa lành cho anh, và rồi từ anh sẽ vứt bỏ cặp nạn ấy đi." Đây chính là chủ trương của Ingerson đối với giới giáo sĩ Kitô giáo vào cuối thế kỷ 19, và ngày nay Trần Trung Ngọc cũng chỉ đi theo con đường này để giúp các đồng bào đáng thương vứt đi những cặp nạn không cần thiết của họ. Lấy cái gì để thay thế cho một sự trừng phạt vĩnh viễn? Chỉ cần chứng tỏ là sự trừng phạt đó không hề có. Một người có bệnh tật muốn gì? Sức khỏe. Bất kể sự kiên, bất kể sự kiện, là những người ngoại đạo trong mọi thời đại đã chiến đấu cho nhân quyền và đã là những người ủng hộ tự do và công lý. Nhưng chúng tôi thường xuyên bị giáo hội Kitô giáo cáo buộc là chỉ biết phá đổ mà không biết xây dựng. Tôi không chống con người, tôi chống những giáo lý mà tôi cho là sai lầm. Không cần thiết phải chống con người, chúng ta hãy chống sự sai lầm. Chúng ta hãy làm hết sức để cung cấp sự hiểu biết, giáo dục vì sự lợi ích của đồng bào chúng ta. Những người tin vào Thánh Kinh ồn ào tố cáo những cái mà họ gọi là văn phẩm phi luân của thế giới. Nhưng thật ra thì ít có cuốn sách nào đã được xuất bản mà chứa những sự dơ dáy về luân lý đạo đức nhiều hơn là những lời mặc khải của Thiên Chúa. Những sự chuyện trong Thánh Kinh không lóe lên một điểm thông minh dí dỏm nào. Chúng không bao giờ lên quá được mức buồn tẻ về những chi tiết của những thói xấu ngu đần. Tôi là người không muốn làm nhơ những trang giấy của tôi với những câu trích dẫn từ Kinh Thánh. Và tất cả những đoạn đó trong Thánh Kinh tôi để cho giáo giới sĩ xem xét, bình luận và giải thích. Các ông giáo sĩ đó có thể kiếm ra cách nào đó để lấy mật ong ra từ những bông hoa đó. Cuốn Thánh Kinh không phải là cuốn sách để cho già cũng như trẻ đáng đọc. Nó chứa đựng những trang sách mà không một ông mục sư nào ở Mỹ dám đọc trước cộng đồng dân Chúa, bất kể là phần thưởng dành cho ông ta là cái gì. Có những chương mà không một người cha nào muốn đọc cho con nghe. Có những câu chuyện không thể kể, và sẽ có ngày cả nhân loại sẽ phân vân là sao mà một cuốn sách như vậy lại có thể gọi là được Thiên Chúa mặc khải. Chúng ta thường xuyên được bảo rằng Thánh Kinh là nền tảng của sự khiêm tốn và đạo đức, trong khi thật ra thì những trang sách đó chẳng có gì là khiêm tốn và đạo đức. Xin đọc những lời tự nhận rất hinh hoang và những lời vô đạo đức của Giê-xu trong Tân Ước Trần Trung Ngọc. Mà nếu một mục sư đọc chúng trên bục giảng thì ngay lập tức ông ta sẽ bị tố cáo là đồ khốn nạn dơ giấy. Mọi phụ nữ sẽ bước ngay ra khỏi nhà thờ, và nếu nam giới có ở lại thì chỉ với mục đích là nghiêm khắc trừng phạt ông mục sư đó. Có phải tốt hơn là hãy coi Thánh Kinh như là được viết bởi những người mang rợ trong một thời đại mang rợ thô thiển không?
Có phải đúng hơn là có những tên Do Thái ngu đần nào đó đã viết lên những lời tầm thường đó? Những Kitô hữu bảo tôi rằng chính Thiên Chúa là tác giả của những điều đê tiện và ngu xuẩn này. Sự kiện là những điều hay trong một cuốn sách không chứng minh được là cuốn sách đó đã được Thiên Chúa mặc khải, nhưng những điều xấu xa và sai lầm trong đó đích thực đã chứng minh rằng đó không phải là một cuốn sách đã được mặc khải. Vấn đề thực sự không phải là cuốn Thánh Kinh có được mặc khải hay không, mà là nó có đúng hay không. Nếu nó đúng, nó không cần phải được mặc khải. Nếu nó đúng thì không có gì khác biệt là nó đã được viết bởi một người hay một ông thần. Và nếu nó không đúng thì không thể nào bảo nó là sự mặc khải của thần mà viết lên. Một bản cửu chương thì cũng có ít cũng đúng như là một thần đã xếp đặt những con số trong đó. Nếu Thánh Kinh thực sự đúng, không cần phải đề cao nó là do sự mặc khải của thần. Thật ra thì chân lý không cần phải được mặc khải. Không có gì cần phải đến sự mặc khải, trừ sự giả mạo hay sai lầm. Nghĩa là muốn sự giả mạo trở thành chân thật, sự sai lầm trở thành đúng bằng cách khoác cho nó bộ áo do Thiên Chúa mặc khải Trần Trung Ngọc. Ở đâu thì mà sự thật chấm dứt, ở đâu mà xác suất ngưng lại thì ở đó sự mặc khải bắt đầu. Một sự kiện không bao giờ đi cùng với một phép lạ. Chân lý không bao giờ cần đến sự trợ giúp của phép lạ. Sự mặc khải của cuốn Thánh Kinh tùy thuộc sự cả tin của người đọc. Đã có một thời, những điều viết trong đó về địa chất, về thiên văn, lịch sử thiên nhiên đều được cho là sự mặc khải của thiên của thần và do đó không thể sai lầm. Thời đại đó đã qua, đã có một thời những quan điểm về luân lý đạo đức trong đó đã làm hài lòng những con người nắm quyền thống trị tư tưởng của nhân loại. Thời đại đó đã qua. Có một người thông minh nào trên thế giới này ngày nay còn có thể tin được câu chuyện vườn Eden? Nếu bạn thấy người nào còn tin như vậy, hãy gõ lên trán anh ta, bạn sẽ nghe thấy một cái tiếng vang. Đầu óc hắn ta rỗng tuếch, Trần Trung Ngọc. Có một người thông minh nào mà ngày nay còn có thể tin là Thiên Chúa đã tạo ra người đàn ông từ đất sét và người đàn bà từ một cái xương sườn, rồi đặt hai người vào trong một cái vườn và đặt chúng một cái cây ở giữa vườn, không có chỗ nào ngoài cái vườn để đặt cái cây đó sao? Nếu ông ta không muốn cho họ ăn trái cây trên đó, có còn người nào ngày nay còn có thể tin vào chuyện con rắn suối Adam và Eva ăn trái cấm? Tôi thật thương hại bất cứ ai trong thế kỷ 19 này còn tin vào những chuyện trẻ con như vậy. Tại sao Adam và Eva bất tuân điều cấm của Thiên Chúa? Tại sao họ bị cám dỗ? Bởi ai? Bởi quỷ hiện thân thành con rắn. Ai tạo ra quỷ? Thiên Chúa. Ông ta tạo ra quỷ để làm gì? Tại sao ông ta không nói cho Adam và Eva biết về con rắn? Tại sao ông ta không canh chừng con quỷ mà lại đi canh chừng Adam và Eva? Tại sao ông ta không gây ra nạn hồng thủy trước và dìm chết con quỷ trước khi ông ta tạo ra Adam và Eva? Vậy mà những người tự cho là mình thông minh, giáo sư, đại học và viện trưởng các học viện Kitô giáo ở Mỹ trong thế kỷ 19 danh tiếng đã dạy trẻ con và lớp trẻ rằng chuyện vườn Eden và là sự kiện lịch sử tuyệt đối. Cái ông Thiên Chúa này của họ đứng chờ xung quanh cái vườn Eden, biết rằng cái gì sẽ xảy ra, sẽ tạo nên Adam và Eva với mục đích duy nhất là điều xảy ra sẽ phải xảy ra. Rồi sao nữa? Bắt tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm và chúng ta không hề có mặt ở đó. Adam và Eva là đại diện của những người chưa được sinh ra. Trước khi tôi bị ràng buộc vào một đại diện, tôi muốn có cơ hội để bỏ phiếu chọn cho anh ta hay không? Và nếu tôi có ở đó, vườn Eden, tôi biết mọi trường hợp đã xảy ra. Tôi đã bỏ phiếu, không chấp nhận. Tuy vậy, trách nhiệm vẫn thuộc về tôi. Chúng ta được Thánh Kinh và Giáo hội dạy vì sự sa ngã này của Adam và Eva, tội lỗi và cái chết đi đã đi vào nhân loại. Theo như vậy thì ngay sau khi Adam và Eva ăn trái cấm, Thiên Chúa bắt đầu bày đặt ra những phương pháp để tiêu diệt sự sống của các con cái của ông ta. Ông ta đã sáng tạo ra mọi bệnh tật, nóng sốt, ho hắng và cảm cúm, tất cả những sự đau đớn cho thể xác và sự truyền nhiễm của bệnh dịch hạch, bệnh sốt rét
và bệnh coronavirus, những vi khuẩn để cho khi thở chúng ta hít vào, những tin xác nhân mà chúng ta không thể nhìn thấy và sợ rằng có người sống thọ. Thiên Chúa phát minh ra động đất và núi lửa, bão tố, sấm sét và các vi sinh vật tràn ngập vào tim ốc, quả nhỏ, đến nỗi mắt không nhìn thấy được. Tất cả chỉ vì Adam và Eva không nghe lời ông ta. Với lòng tốt vô tận, Thiên Chúa phát minh ra bệnh nhức xương và đau khớp xương, chứng tỏ chứng khó tiêu, ung thư và chứng đau thần kinh, virus corona, và vẫn còn tiếp tục phát minh ra những chứng bệnh mới. Như vậy cũng chưa đủ, ông ta còn làm cho các bà mẹ phải đau đớn khi sinh đẻ. Và qua lòng thương yêu của ông ta, sự chết sẽ đến với mọi con người. Ông ta nguyền rủa cả thế giới. Nhưng tất cả những cái này chỉ là bước mở đầu cho sự trả thù của một ông Thiên Chúa chí thiện. Quý vị có thể nói đến một cách không rõ ràng, nhưng không bao giờ có thể quan niệm nổi một sự khủng khiếp vô cùng tận của giáo lý gọi là sự sa ngã của con người. Theo Thánh Kinh thì Thiên Chúa đã chọn lựa dân tộc Do Thái để loan báo một sự kiện vĩ đại rằng ông ta là ông thần duy nhất trên thế gian. Để đạt được mục đích này, ông ta hiện ra nhiều lần trước mặt Môi-se, từ trên mây xuống Sinai trong bụi cây bốc lửa, và làm hàng ngàn phép lạ để giáo dục và giữa dân Do Thái. Ông ta rẽ nước biển ngay trước mắt họ. Ông ta làm cho bánh rơi từ trên núi trên trời xuống để nuôi họ. Ông ta làm cho nước bọt ra từ tảng đá để cho họ uống đỡ khát. Những kẻ thù của ông ta đều bị tiêu diệt một cách rất lạ lùng. Và trong 40 năm, cái ông Thiên Chúa này đích thân cai trị dân Do Thái. Tuy nhiên, sau tất cả những phép lạ này, một số người trong dân của ông ta lại vẫn cứ tin vào các thần cây, thần đá hơn là tin vào ông ta. Cái ông Thiên Chúa này với tất cả quyền năng và sự sáng suốt lại không thể thuyết phục được một số dân du mục mang rợ rằng ông ta thì mạnh hơn là các hình tượng của dân Ai Cập. Ông Thiên Chúa này không muốn cho dân Do Thái của ông ta có đầu óc suy tư và óc tìm hiểu. Đối với những người có đầu óc, sự trừng phạt là tử hình. Ở đâu mà ông Thiên Chúa này trị vì sự tự do trí thức không được biết đến? Ông ta chỉ trông cậy vào bạo lực, đòi hỏi sự thờ phụng ông ta bằng gươm giáo và ngọn lửa thiêu đốt. Ông ta xử sự như một điệp viên, một phán quan của tòa án sử dị giáo, một quan tòa và một đao phủ. Khi tôi đọc lịch sử của dân tộc Do Thái từ nô lệ đến chết chóc với những bào chúa vân vân, tôi phải thú nhận là tôi thật thương xót họ. Họ bị gian lận, lừa dối và đối đãi rất tệ hại. Cái ông Thiên Chúa của họ rất dễ nổi nóng, vô lý, tàn ác, hận thù và bất lương. Ông ta luôn hứa hẹn nhưng không bao giờ giữ lời. Ông ta phí thời giờ về những chi tiết nhỏ nhặt trẻ con và phóng đại những việc ông ta làm. Tôi không thể quan niệm được một cá tính nào đáng ghét hơn là cá tính của ông Thiên Chúa của người Do Thái. Ông ta long trọng hứa với dân Do Thái là mang họ ra khỏi dân Ai Cập đến một nơi tràn đầy sữa và mật ong. Ông ta làm cho họ tin tưởng rằng trong tương lai gần, mọi khổ nạn của họ sẽ qua đi và họ sẽ trở về vùng đất Canaan với vợ con, quên đi những sự cực khổ ở Ai Cập. Sau khi hứa hẹn đi, hứa hẹn lại với đám dân du mục Do Thái khốn khổ là ông ta sẽ dẫn họ đến vùng đất hứa tràn đầy thực phẩm và vui sướng. Cái ông Thiên Chúa này quên hết mọi điều hứa hẹn của mình và nói với đám dân khốn khổ đang ở dưới quyền của ông ta: súc vật của các ngươi sẽ cùng các ngươi đi vào vùng sa mạc hoang dại, và con cái các ngươi sẽ lang thang cho đến khi súc vật của các ngươi chết hết. Lời nguyền rủa trên kết luận của mọi vấn đề. Trong vùng sa mạc của thần chết và tối tăm, tất cả những lời hứa hẹn của Thiên Chúa đều phai nhạt. Trong sự cực khổ và thất vọng của đám dân du mục, tất cả những hy vọng về tự do và định cư đều biến mất. Cho đến năm 1947, Trần Trung Ngọc, hàng triệu dân Chúa bỏ thay trong sa mạc và nổi xác chết là một nhân chứng của sự bất lương của Thiên Chúa.
những điều quá độc ác và vô tâm như vậy thật đã ra ngoài mọi ý niệm về công lý của tôi. Khi chúng ta nghĩ tới những người Do Thái khốn nạn, sợ hãi giết nhau, bị giết chóc, rắn cắn, bệnh truyền nhiễm, lừa dối, lột hết của cải, chúng ta phải cảm ơn trời đất là chúng ta đã không phải là dân tộc được Thiên Chúa chọn lựa. Việt Nam ta, trừ một số mất gốc nhờ hồng phúc tổ tiên, cho nên không rơi vào số phận của những kẻ nô lệ tin tưởng và thờ phụng Thiên Chúa, một vị thần độc ác ngoài sức tưởng tượng của con người tiến bộ ngày nay, Trần Trung Ngọc. So sánh với Thiên Chúa, Jehovah, Pharaoh, vua Ai Cập là kẻ nhân từ, và cách hành xử độc đoán của Ai Cập là sự giải thoát cho những người phải chịu được đựng ý tưởng về tự do của Thiên Chúa. Đọc Ngũ Kinh, tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ghê sợ và đầy sự thương hại. Không có gì đáng buồn thảm hơn là lịch sử của một dân tộc du mục thiếu ăn, lang thang trong sa mạc, làm mồi cho đói khát, bệnh tật, cực kỳ ngu đần và mê tín, bị thống trị bởi sự lừa dối đạo đức giả, hoặc là trò chơi của giáo giới sĩ. Thiên Chúa là kẻ thù lớn nhất của họ, và họ chỉ có một người bạn, đó là cái chết. Chúng ta không thể nào quan niệm nổi một sinh vật nào quá chừng đê tiện, đáng ghét và kiêu căng hơn là Thiên Chúa của người Do Thái. Thảm thay, đây cũng là chính Thiên Chúa mà những người Kitô giáo Việt Nam, Cato cũng như Tin Lành thờ phụng Trần Trung Ngọc. Trong những huyền thoại của dân gian, không có thằng nào như hắn ta, chỉ có hắn là chưa từng bị đau khổ cùng cực về thể xác cũng như tinh thần, chưa từng chảy nước mắt. Hắn chỉ thích thú với máu đổ và sự đau đớn của con người. Tình cảm con người không nghĩa lý gì đối với hắn. Hắn ta không biết gì là tình yêu thương, ca nhạc hạnh phúc. Là một người bạn giả dối, một quan tòa bất công, một kẻ khoác lác, đạo đức giả, độc đoán, hận thù, ghen tuông, ưa trả thù, hứa hảo, ưa nguyền rủa, ngu đần, đồng bóng, đồi bại và kê tởm. Đó là Thiên Chúa trong Ngũ Kinh. Chúng ta không nên lấy làm lạ khi thấy trong Tăng Ước Thiên Chúa con Alias Giêsu cũng có không ít cùng những đặc tính được mô tả ở trên, cũng giả dối, khoác lác, đạo đức giả, độc đoán, ác độc, hận thù, ưa trả thù, hứa hảo, ưa nguyền rủa, ngu đần, vân vân. Việc chứng minh rất dễ dàng, chỉ cần mở cuốn Tăng Ước ra là thấy ngay. Tôi sẽ trình bày chi tiết dẫn chứng từ Tăng Ước trong một bài khác, Trần Trung Ngọc. Trong nhiều năm, trong thế kỷ, trong thế giới Kitô, người ta đã cho rằng 10 điều răn trong Cựu Ước là nền tảng của mọi ý tưởng về công lý và luật pháp. Nhiều nhà luật học nổi danh đã phải cúi đầu trước thành kiến phổ thông và đã méo mó nghề nghiệp đến độ cho rằng luật của Môi-se là suối nguồn của mọi ý tưởng về công chính. Không có gì sai lầm một cách ngu đần hơn. Hàng ngàn năm trước, khi Môi-se sinh ra đời, dân Ai Cập đã có một bộ luật. Họ đã có những luật chống phỉ báng, giết người, ngoại tình, ăn trộm, ăn cướp, luật đòi nợ, tôn trọng hợp đồng, bồi thường, chuộc đồ, và hầu như về mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Người ta thường bảo với tôi rằng nếu không có cuốn Thánh Kinh thì không làm gì có nền văn minh nào. Người Do Thái có một Thánh Kinh, người La Mã không có. Nhưng dân nào có một chính quyền tốt hơn? Chúng ta hãy lương thiện. La Mã không có Thánh Kinh, Thiên Chúa không quan tâm đến đế quốc La Mã. Ông ta không có thì giờ, tất cả thì giờ ông ta để cho người Do Thái. Nhưng La Mã đã chinh phục thế giới, kể cả dân thần lựa chọn. Dân tộc có Thánh Kinh bị dân tộc không có Thánh Kinh đánh bại. Điều này cũng đúng trong thời hiện đại, Mỹ và Pháp đều có Thánh Kinh. Việt Nam không có Thánh Kinh nhưng đã đánh bại cả hai. Và chúng ta có thể nói gì về Hy Lạp không Thánh Kinh? Hãy so sánh Athens với Jerusalem. Athens là trung tâm nghệ thuật và giải trí, giới trí thức của thế giới. Có lẽ tác giả chỉ biết đến lịch sử Trung Đông và Tây Phương. Hãy so sánh những huyền thoại của Hy Lạp với những huyền thoại của Do Thái. Huyền thoại Hy Lạp đẹp đẽ biết bao, còn huyền thoại Do Thái thì đầy những hận thù và bất công. Do Thái đã trở thành thế nào? Vì có Thánh Kinh, đền thờ thần của họ bị phá hủy, thành bị chiếm cứ,
và họ chưa bao giờ trở nên thịnh vượng cho đến khi họ bị thần bỏ rơi. Nền tảng văn minh của chúng ta đã khởi đầu từ nhiều thế kỷ trước khi Kitô giáo xuất hiện. Tất cả những gì đóng góp cho nền văn minh, sự tiến bộ trí thức, lòng can đảm, tổ chức chính phủ, kỹ nghệ v.v. không đến từ Kitô giáo mà là do sự đóng góp của mọi quốc gia trên thế giới từ xưa. Có nhiều người cho rằng chính phủ của chúng ta là một chính phủ Kitô, đặt nền tảng trên Thánh Kinh, và người nào coi Thánh Kinh như là sai lầm và điên rồ đã phá hủy nền tảng của đất nước. Sự thật là chính phủ của chúng ta không đặt nền tảng trên quyền của Thiên Chúa mà là trên quyền của con người. Hiến pháp của chúng ta được đóng khung trên sự thiêng liêng của nhân loại, chứ không tuyên bố và không ủng hộ tư cách thần Thánh Giê-xu. Chính phủ của chúng ta là chính phủ đầu tiên do dân và vì dân. Đây là quốc gia duy nhất mà Thiên Chúa không có quyền gì trong đó. Tuy vậy mà cũng còn có một số người bất lương và hèn nhát đến độ long trọng quyết định đây là một quốc gia Kitô, và định chế tự do của chúng ta được đặt căn bản trên những luật ô nhục của thần Gia-vê. Và ở đây tôi xin nói dứt khoát, khi tôi nói đến Thiên Chúa có nghĩa là tôi muốn nói đến thần mà Môi-se mô tả trong Thánh Kinh, thần Gia-vê của người Do Thái. Tôi muốn nói đến Thiên Chúa đã ngăn chặn sự tiến bộ của con người, đã tăng gấp bội sự cực kỳ đau đớn về tinh thần cũng như thể xác của phái nữ. Và trong cơn giận đã nhận chìm cả thế giới, Thiên Chúa mà trên bàn thờ hắn có đầy máu, Thiên Chúa mà đã phanh thay những trẻ sơ sinh, cưỡng hiếp gái trinh, nô lệ hóa con người và chất đầy thế giới với những tội ác và sự ác độc. Thiên Chúa đã lập nên thiên đường cho một số nhỏ và hỏa ngục cho tuyệt đại đa số nhân loại. Sự thật là Môi-se coi bầu trời như là một vòm cứng nơi Thiên Chúa trú ngụ và nước đựng ở trên đó. Đó là tại sao họ thường ngẩng mặt cầu nguyện cho trời mưa. Họ cho rằng có vài thiên thần nào ở trên đó mở ra những cánh cửa để cho lượng nước mà họ mong muốn rơi xuống. Họ không có cách nào để biết thế nào là làm mưa nước từ đâu mà rơi xuống. Họ không biết gì về sự bốc hơi của nước. Họ không hề tưởng tượng ra được rằng ánh sáng mặt trời đã âu yếm hôn những làn sóng biển, từ đó hơi nước bốc lên để gặp người yêu ở trên không, nhưng rồi thất vọng nên đã biến thành nước mắt rơi xuống thành mưa. Tôi có thể bị đọa đầy xuống hỏa ngục, nhưng tôi không bao giờ tin là cây cỏ hoa lá trên trái đất lại có mặt trước mặt trời. Như đã được mặc khải trong Thánh Kinh, với những tia nắng lung linh xua đi bóng tối của thiên đường, của đêm trường, ngày nay người ta thường cho rằng trong khi Cụ Ước có nội dung mang rợ của thời đại đó, Tân Ước thì hoàn toàn đạo đức không có một tì vết nào, nên những trang Tân Ước thật ra Tân Ước cũng còn ủng hộ chế độ nô lệ hơn là Cụ Ước. Về phần tôi sẽ không bao giờ có thể phụng thờ một Thiên Chúa chấp nhận chế độ nô lệ. Một Thiên Chúa như vậy tôi thật là ghét và không thèm đếm xỉa gì đến ông ta. Tôi chẳng muốn cái thiên đường của ông ta, cũng như chẳng sợ cái hỏa ngục của ông ta. Chúng ta được bảo rằng trong Ngũ Kinh, Thiên Chúa vì cha chung của chúng ta đã trao hàng ngàn thiếu nữ còn trinh sau khi đã chết cha mẹ anh em, để cho những con người mang rợ thỏa mãn lòng dục của họ, quên rằng chính Thiên Chúa cũng có phần. Đó là sự tự do tôn giáo của Thiên Chúa, lòng khoan nhượng của thần Gia-vê. Nếu tôi sống ở Palestine vào thời đại đó, và vợ tôi, mẹ của những con tôi nói với tôi rằng tôi chán cái ông thần Gia-vê này quá đi, ông ta luôn luôn đòi nợ máu, không bao giờ chán ghét sự giết chóc, luôn luôn nói về quyền năng của ông ta, luôn luôn khoe những việc ông ta làm cho người Do Thái, luôn luôn đòi hỏi sự hy sinh tế thần, chim cu và chiên non. Máu không có gì ngoài máu. Chúng ta hãy thờ thần mặt trời, thần Gia-vê đầy lòng hận thù, xảo quyệt và quá đòi hỏi. Chúng ta hãy thờ thần mặt trời. Mặt trời soi sáng những vẻ đẹp của trái đất, giúp cho hoa tươi nở. Nhờ có ánh sáng mặt trời mà em được thấy anh, thấy các con của chúng ta. Nếu tôi theo đúng lệnh của Thiên Chúa, tôi sẽ phải giết vợ tôi. Bàn tay của tôi là người đầu tiên, và rồi bàn tay của bao nhiêu người khác sẽ phải ném đá vợ tôi cho đến chết.
Về phần tôi không bao giờ giết vợ, ngay cả khi một ông thiên chúa thực sự của vũ trụ này ra lệnh. Nếu thần Yahvê sống như những thần dân mà ông ta cai trị, và nếu ông ta theo đúng những luật mà ông ta đặt ra, thì ông ta sẽ là người nuôi nô lệ, kẻ buôn bán trẻ con, đánh đập phụ nữ. Ông ta sẽ phát động những cuộc chiến tranh diệt chủng. Ông ta sẽ là người đa thê và sẽ phanh thây vợ ông ta nếu bà ta theo một tôn giáo khác với ông ta. Nếu Yahvê thực sự là thiên chúa toàn trí, ông ta phải biết những gì sẽ xảy ra về sau. Ông ta phải biết thánh kinh của ông ta là một công sự mà sự đạo đức giả và độc đoán sẽ nằm trong đó. Nó sẽ được dẫn chứng bởi những bạo chúa, dùng được để biện hộ cho những tên ăn cướp gọi là vua, những kẻ đạo đức giả gọi là linh mục hay mục sư, vân vân. Ông ta phải biết là ông ta không bao giờ thực hiện lời hứa của ông ta đối với dân Do Thái. Ông ta hứa hẹn cho họ cả thế giới nhưng chỉ cho họ có sa mạc. Ông ta hứa hẹn cho họ sự tự do nhưng lại cho họ sự nô lệ. Khi chúng ta đọc xong Cựu Ước, chúng ta bắt buộc phải nói rằng không có một dân tộc nào khốn khổ như là dân tộc mà vua của họ là thần Yahvê. Nếu chúng ta muốn xét đến những gì đã là ảnh hưởng của thánh kinh, chúng ta phải xét đến tình trạng ở Âu Châu, khi mà thánh kinh được coi là tuyệt đối đúng và có ảnh hưởng nhiều nhất. Kitô giáo là tôn giáo đã chiếm ngự Âu Châu trong thời Trung Cổ. Trong thời đó, nó có quyền lực tuyệt đối. Sự thật là trong thời đó, con người vì đã nghiên cứu kỹ thánh kinh nên đã giết vợ, giết con. Họ đọc thánh kinh rồi dùng những kìm kẹp nung đỏ để hành hạ xác thịt con người. Họ đặt thánh kinh xuống, có thì giờ đổ chì nóng vào tai đồng loại. Họ ngưng đọc cuốn thánh kinh thiêng liêng đó để có thì giờ sâu xé đồng loại, trói chặt họ trong xiềng xích, và rồi họ lại trở lại để đọc thánh kinh, để mặc cho nạn nhân của họ chết rục trong ngục tù tối tăm với sự thất vọng. Họ ngưng đọc Cựu Ước thì có thì giờ đóng cọc xuống đất, đi kiếm những bó củi và thiêu sống người lành và người lương thiện. Ngay cả những linh mục cũng đã ngưng đọc thánh kinh đủ lâu để nói lên những lời giả dối xuyên tạc về đồng bào của họ. Không có một tội ác nào mà những người đọc thánh kinh, tin thánh kinh, thờ phụng thánh kinh không làm. Không có một điều ác ôn nào mà một số người đọc thánh kinh, tin thánh kinh và bảo vệ thánh kinh không làm. Những người tin thánh kinh và bảo vệ thánh kinh đã chất đầy thế giới này với sự vu khống. Tôi không nói rằng đọc thánh kinh nhất định phải làm cho người đọc trở thành bất lương, nhưng tôi phải nói rằng đọc thánh kinh không có ngăn ngừa họ khỏi phạm tội. Những giáo hoàng, linh mục, mục sư cuồng sát, loạn dâm và phạm đủ thứ tội là những người đọc và giảng thánh kinh nhiều nhất. Trần Trung Ngọc. Tôi không nói rằng tin ở thánh kinh sẽ khiến cho con người trở thành trộm cướp, nhưng tôi phải nói rằng vì tin thánh kinh nên khi con người đã bạo hành, cầm tù và thiêu sống đồng loại, hàng ngàn các bà mẹ đã đưa thánh kinh cho các con cái mà không hề biết trong đó có những gì. Họ chỉ theo truyền thống và như là một quy luật, con cái họ tiếp tục tôn kính cuốn thánh kinh. Không phải là họ biết gì về cuốn đó, nhưng vì đó là món quà của người mẹ. Sự kiện là các bà mẹ liệu giới thiệu cuốn thánh kinh với con cái không chứng minh được rằng đó là cuốn sách được viết ra do sự mặc khải của Thiên Chúa. Sự kiện này chỉ có thể chứng minh một điều, đó là các bà mẹ đã tin rằng cuốn sách đó là sự mặc khải của Thiên Chúa Kitô. Điều này cũng không chứng minh được những phép lạ trong đó, những sự thật. Dù tất cả các bà mẹ trên thế gian đều trao cho con cái cuốn thánh kinh cũng không chứng minh được là những chuyện giết mẹ, giết con, nô lệ hóa các bà mẹ, bán đi con cái như được viết trong thánh kinh là đúng. Abbot để kể về một câu chuyện minh họa niềm tin Chúa trong một mà người Ý hiện đại. Một thanh niên ham mê đánh bạc và luôn luôn thua. Trong phòng hắn ta có một bức hình của bà đồng trinh bồng đứa con nhỏ quỳ trước tấm hình. Anh ta đưa tay làm dấu cộng mà người ta thường gọi là dấu thánh giá và cầu sự trợ giúp của đứa trẻ, nhưng anh ta lại vẫn cứ thua.
Trở lại bức tấm hình, anh ta nói với đứa bé là anh ta đã thua hết, chỉ còn lại đồng tiền cuối cùng, và cầu xin đứa bé hãy dùng quyền năng thần thánh giúp anh ta thắng trong canh bạc cuối cùng này. Nhưng rồi anh ta lại thua. Trở lại bức trước tấm hình, anh ta đưa nắm tay lên mặt đứa bé và hét: thằng bé khốn nạn, tao rất vui là mày đã bị người ta đóng đinh trên thập giá. Sự tin cậy vào một hình ảnh, một thánh tích, một cuốn sách, tất cả đều từ một nguồn gốc thờ vật. Tin rằng một da con rắn, một hình ảnh, một cuốn sách có những thuộc tính siêu nhiên về phương tiện trí thức đều như nhau. Đối với tôi, muốn thuyết phục những người có đầu óc là cuốn thánh kinh chỉ là sản phẩm của con người. Những con người mang rợ là báo họ hãy đọc nó. Hãy đọc nó như mọi cuốn sách khác, nghĩ tới đó như cuốn sách khác. Bỏ đi cái băng kính ngưỡng thánh kinh đang che mắt, dẹp bỏ sự sợ hãi trong lòng, loại ra khỏi đầu óc sự mê tín, rồi hãy đọc cuốn thánh kinh. Các bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng là tại sao một thời mình đã cho rằng một đấng siêu nhiên với trí tuệ siêu việt, lòng thiện vô tận lại là tác giả của những điều ngu xuẩn và bạo tàn như vậy. Egerson đã nhận định rất đúng. Lẽ dĩ nhiên, theo đúng những tiêu chuẩn học thánh kinh của Egerson không phải là dễ, vì trước hết phải tẩy hết các độc tố Kitô ra khỏi đầu óc như Egerson đã đề nghị Trần Trung Ngọc. Trong hầu hết các nền thần học, các nhà huyền thoại và tôn giáo độc thần, các con quỷ còn nhân đạo và nhân từ hơn các thiên chúa nhiều. Không có một con quỷ nào đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình giết trẻ con và phanh thay người đàn bà có mang. Tất cả những điều mang rợ này đều luôn luôn là lệnh của thiên chúa chí thiện. Bệnh dịch cũng do thiên chúa nhân từ tạo ra. Nạn đói đáng sợ với những đứa trẻ sơ sinh, bờ môi nhợt nhạt bú người mẹ hấp hối không còn sữa cũng là tác phẩm của thiên chúa đầy lòng thương yêu. Không có một con quỷ nào đã bị lên án là tác giả của những sự tàn bạo ác ôn như trên. Thiên chúa theo thánh kinh đã nhận chìm cả thế giới, từ 8 người già trẻ lớn bé đều bị sóng nước vô bờ nuốt chửng. Cái thảm họa đáng sợ này trong sự tưởng tượng của đám linh mục ngu đần là tác giả tác phẩm không phải của quỷ mà là của cái mà người ta gọi là thiên chúa, và tiếp tục thờ phụng một cách ngu đần cho đến ngày nay. Không có một người thông minh nào, không có một người nào mà đầu óc chưa bị nhiễm độc bởi mê tín, tê liệt bởi sự sợ hãi, có thể đọc cụ ước mà không bắt buộc phải đi đến kết luận thiên chúa của chúng ta là một con thú hoang dại. Cho tới bao giờ than ôi, cho tới bao giờ con người còn thờ phụng một cuốn sách, cho tới bao giờ con người còn quỳ phục xuống đất trước những truyền thuyết ngu đần của cái quá khứ mang rợ, cho tới bao giờ họ còn theo đuổi những hồn ma trong sự tâm tối sâu thẳm hơn là cái chết, cho tới bao giờ than ôi, cho tới bao giờ con người còn nghe lời đe dọa của thiên chúa, nhắm mắt lại trước thiên nhiên huy hoàng ngoạn mục, cho tới bao giờ con người còn là nô lệ bám víu vào một giáo thuyết sai lầm và độc ác. Ngày nay cả thế giới nên biết rằng cuốn thánh kinh chân thật chưa đã được viết ra mà còn đang viết, tiếp tục viết và không bao giờ hoàn thành cho đến khi nhân loại không còn tồn tại nữa. Có thể còn có người, nhất là các tín đồ đạo Giê-xu, không tin những tài liệu trên là đúng. Tôi khuyên họ hãy mở cuốn thánh kinh ra đọc từ dòng đầu tới dòng cuối, rồi đọc lại lịch sử Kitô giáo Roma trên hoàn cầu. Họ sẽ thấy ngay sự tương quan giữa những điều dạy trong thánh kinh và hành động của giáo hội Kitô. Họ sẽ thấy ngay là những hành động của giáo hội Kitô trong suốt 20 thế kỷ này là bắt nguồn từ những giáo lý trong thánh kinh, chứ không phải là do một vài giáo hoàng như lời biện hộ gần đây của một đại tri thức Kitô Việt Nam bị cái trước cám dỗ làm điều thiện. Bản chất các giáo lý đã không thiện rồi, và chính những giáo lý không thiện này đã đưa đến những hành động bất thiện. Khi đó họ có thể phối kiểm những điều mà những tác giả kể trên đã viết về thánh kinh và sẽ thấy họ không viết sai sự thật.
Dù bản thánh kinh bằng tiếng Việt đã được lược bớt một số mâu thuẫn và những đoạn không thể đọc được so với bản tiếng Anh King James, tôi cũng cần phải ghi nhớ đây là những tài liệu dẫn chứng trong bài viết này. Chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ của toàn bộ những tài liệu đã được xuất bản về lịch sử Cato giáo và thánh kinh Cato. Một câu hỏi được đặt ra: thế trong thánh kinh không có đạo lý hay sao? Câu trả lời: hơn 90% cuốn thánh kinh là những chuyện thuộc về vùng đất Do Thái, thuộc lịch sử Do Thái, và là những chuyện chém giết, vô luân, độc ác vân vân, cùng những tín lý chứ không phải là đạo lý. Phần còn lại như bài giảng trên núi cũng như không có gì đặc biệt, không có gì mới lạ, không có gì theo kịp Khoan nói đến chuyện vượt qua được những tư tưởng giáo lý của Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo. Tôi thách đố bất cứ ai có thể đưa ra bất cứ đạo lý nào. Tôi xin nhấn mạnh, đạo lý chứ không phải là tín lý trong thánh kinh mà ta không thể tìm thấy trong Nho, Thích, Lão, và có thể minh xác cho độc giả thấy cái đạo lý trong thánh kinh là cái đạo lý như thế nào, có nhất quán hay không, hay là mâu thuẫn với rất nhiều điều vô đạo ở trong cuốn thánh kinh. Những tín đồ Cato giáo thường không đọc thánh kinh, và thường là những người các linh mục bảo sao nghe vậy, và linh mục lại là những người tòa thánh bảo sao nghe vậy, cho nên họ vẫn tin rằng thánh kinh là những lời mặc khải của Thượng Đế, do đó không thể sai lầm và tất nhiên phải chứa những lời khuyên răn về tình thương, luân lý, đạo đức vân vân. Ngoài ra, theo lời giáo hội dạy rằng, họ tin rằng Cato giáo là cái đạo chân thật duy nhất, cao quý nhất trên hoàn cầu. Họ bị một cái guồng máy nhồi sọ tinh vi của giáo hội đưa vào đầu óc họ từ lúc còn nhỏ tuổi. Những thông tin sai lầm, thí dụ như nền văn minh tiến bộ ở Âu Mỹ là nền văn minh Kitô giáo, và rằng giáo hội Cato đứng đầu trong việc tôn trọng nhân quyền, bảo vệ tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, là bạn của dân nghèo, là quán quân trong các việc thiện, là tiền phong trong vấn đề giáo dục mở mang đầu óc con người. Các học giả nghiên cứu về Cato giáo Roma đã coi những điều tuyên truyền trái ngược với sự thật của giáo hội như trên là học thuật Cato, và học thuật Cato đã nổi tiếng trên thế giới không phải là học thuật. Theo đúng nghĩa của một học thuật lương thiện, kết luận cho mục mà thứ 6 kinh điển tôn giáo là để cho tín đồ áp dụng như lời dạy trong đó. Nội dung và các tác hại của cuốn thánh kinh của Kitô giáo trên nhân loại đã rõ ràng. Vậy thì người Việt Nam theo đạo Cato và Roma hay đạo Giê-xu là vì cái gì? Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Phần này là phần kết thúc trong bài viết của giáo sư Trần Trung Ngọc, và sau đây mình sẽ làm tiếp theo phần của giáo sư nhà sử học Nguyễn Mạnh Quang. Đây là phần thứ 5, thứ 6, thứ 7, 8, 9, 10 đến 16, và lời chung kết là của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Trên đây là phần 4 mục này là của giáo sư Trần Trung Ngọc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau. Cũng xin lỗi quý vị các bạn đã làm lâu trễ nải và đọc không thông suốt và bị khan tiếng mất luôn rồi. Xin quý vị và các bạn thông cảm.